châu Âu công bố các biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng. Lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo sóng thần tại Ấn Độ Dương. Vận chuyển lá phổi cấy ghép bằng máy bay không người lái. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã đạt được một số tiến triển về những vấn đề liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ sau chuyến thăm Moscow của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland. Danh sách các vấn đề quan hệ giữa Nga và Mỹ cần giải quyết sớm nhất đã được chuyển cho Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland. Trong chuyến thăm Nga, thì bà Nuland đã có những cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin và Cố vấn Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề quốc tế Yuri Usakov. Các bên gần như chắc chắn đã tiến tới giải pháp cho một số vấn đề. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13 tháng 10 khẳng định nước này sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán mang tính xây dựng về vấn đề kiểm soát vũ khí với Mỹ. Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng và các ngành công nghiệp, Ủy ban châu Âu EC vừa công bố một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế giá năng lượng hiện đang ở mức cao kỷ lục. Theo hướng dẫn của Ủy ban châu Âu, các nước hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các hộ gia đình, trợ cấp cho doanh nghiệp và giảm thuế có trọng điểm. Các biện pháp mang tính trung hạn bao gồm hỗ trợ đầu tư vào năng lượng tái tạo, mua khí đốt dự trữ cũng như đánh giá thị trường điện năng hiện nay. Tuy nhiên, để tránh nguy cơ tái diễn trong tương lai thì EU cần tập trung vào quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch và phải đẩy nhanh tiến trình này để không bị phụ thuộc vào nguồn khí đốt từ bên ngoài. Ngân hàng Thế giới WB cho biết đại dịch COVID-19 đang khiến cho các nước có thu nhập thấp dấn sâu hơn vào cảnh nghèo đói và nợ nần. Ước tính nợ công ở những quốc gia có thu nhập thấp đã tăng 12% so với năm ngoái. Theo Ngân hàng Thế giới, thì đại dịch đã khiến thêm hơn 100 triệu người rơi vào cảnh đói nghèo cùng cực, làm thụt lùi những nỗ lực chống đói nghèo thêm vài năm, đặc biệt đối với một số nước là cả một thập kỷ. Sự bất bình đẳng giữa các nhóm quốc gia đang gia tăng, với bằng chứng là thu nhập bình quân đầu người ở các nước phát triển tăng gần 5% vào năm nay, trong khi ở các nước có thu nhập thấp là 0,5%. Và để ứng phó với nguy cơ này, thì WB khuyến nghị một hướng tiếp cận toàn diện, bao gồm giãn nợ, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và tăng tính minh bạch. Cách đây 15 năm, sóng thần đã ập đến 13 quốc gia ven Ấn Độ Dương sau một trận động đất mạnh 9,1 độ, là một trong những thảm họa tự nhiên kinh hoàng nhất được ghi nhận trong lịch sử, khiến hơn 230.000 người thiệt mạng. Cho đến nay, thì giới chuyên gia đã đánh giá Ấn Độ Dương đã trở nên an toàn hơn nhờ hệ thống cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, hệ thống này thì vẫn còn đang chứa những lỗ hổng cần phải được khắc phục. Tại tỉnh Aceh, miền Bắc Indonesia, giới chức địa phương phải kiểm tra các tòa nhà tiếp nhận người sơ tán do sóng thần, các hệ thống cảnh báo sớm và các phao cứu sinh được rải rác khắp khu vực duyên hải của tỉnh. Những chiếc phao này có chiều dài chừng 7 mét, với các thiết bị đặt trên giàn giáo trên phao và cả hệ thống đặt ngầm dưới phao để đo chấn động. Các thiết bị này được nối với những bộ cảm ứng đặt dưới đáy biển. Nếu có biến động gì bất thường, những phao này được lập trình để đưa thông tin lên vệ tinh và chuyển về một trạm xử lý thông tin đặt trong đất liền ở Indonesia. Còn tại Sri Lanka, quốc gia tiếp theo chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của thảm họa sóng thần năm 2004. Với khoảng 40.000 người thiệt mạng, một cơ quan xử lý thảm họa thiên tai đã được thiết lập ngay sau đó. Vì nhiều lý do, việc nâng cao chất lượng các cơ sở hạ tầng như trung tâm sơ tán hay các thiết bị máy móc mới vẫn còn hạn chế, trong khi Ấn Độ Dương có nhiều khu vực nguy hiểm. Dù rất khó để dự đoán liệu một thảm họa với sức tàn phá tương tự năm 2004 có hoành hành ở khu vực Ấn Độ Dương một lần nữa hay không, song các chuyên gia đang gấp rút xây dựng các hệ thống cảnh báo riêng, cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng và thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập ứng phó với thảm họa. Tuy nhiên, những mối đe dọa như sóng thần kép sau một trận sạt lở tầng đáy đại dương như ở Indonesia do núi lửa phun trào đang đặt ra thách thức mới mà các cơ quan vận hành hệ thống cảnh báo sớm cũng cần tính đến. Trong thông điệp video nhân ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết nếu cảnh báo một cơn bão hoặc một đợt không khí nóng trước 24 giờ có thể giảm được 30% thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều nước có thu nhập thấp và trung bình hiện đang thiếu hệ thống cảnh báo sớm. Khi thảm họa xảy ra,
các nước ở khu vực dễ bị tổn thương có thể bị mất đi toàn bộ những thành tựu phát triển trong hàng chục năm, chỉ trong khoảnh khắc. Trong khi đó, Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc cho rằng với mỗi đô la đầu tư vào các hoạt động phòng ngừa, các hộ gia đình có thể nhận lại tới 7 đô la nếu thiên tai được ngăn chặn, đồng thời cải thiện khả năng phục hồi lâu dài của hệ thống sản xuất. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Bão nhiệt đới lớn Kompasu đã gây mưa lớn trong 2 ngày qua tại Philippines và lượng mưa tương đương hơn mức trung bình một tháng. Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines ngày 14 tháng 10 cho biết số người thiệt mạng do bão gây lở đất và lũ quét tại Philippines đã tăng lên ít nhất 19, trong đó phần lớn nạn nhân ở tỉnh Ilocos ở phía Tây Bắc. Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng cường độ các thảm họa thiên nhiên, vì vậy cần phải tăng cường chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất đối với thiên tai. Vụ tấn công hy hữu bằng cung tên vừa xảy ra tại thị trấn Comburg, Naui, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Thị trấn Comburg có khoảng 28.000 dân, cách thủ đô Oslo 68 km. Thông tin ban đầu cho biết chỉ có một đối tượng liên quan đến vụ việc. Hiện động cơ của vụ tấn công nêu trên đang được điều tra làm rõ. Các vụ giết người hàng loạt khá hiếm gặp tại Naui. Cảnh sát Naui cũng thường không mang vũ khí, nhưng sau vụ tấn công này, cảnh sát trên toàn quốc đã được lệnh mang theo súng. Hãng sản xuất máy bay Boeing đã gửi một thông điệp nội bộ với tất cả nhân viên của hãng ở Mỹ, thông báo họ phải tiêm vaccine ngừa COVID-19, nếu không có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động. Boeing đặt hạn chót đến ngày 8 tháng 12 các nhân viên phải tiêm phòng và hãng chỉ cho phép một số trường hợp ngoại lệ, đồng thời nhấn mạnh tuân thủ yêu cầu này là một điều kiện tuyển dụng. Hiện Boeing cho phép những nhân viên khuyết tật tùy chọn miễn tiêm vaccine. California đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ thực hiện cấm phân biệt đồ chơi quần áo theo giới tính. Bang này đã đưa ra luật buộc các cửa hàng bán lẻ lớn phải sắp xếp thêm khu vực bán đồ chơi, đồ dùng cho trẻ nhỏ như bàn chải, dầu gội, sữa tắm, trung lập về giới tính. Các đơn vị không tuân thủ yêu cầu sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 250 đô la Mỹ, tương đương 5,6 triệu Việt Nam đồng ở lần vi phạm đầu tiên và 500 đô la Mỹ, tức là tương đương 11 triệu Việt Nam đồng với những lần tiếp theo. Giới chức California cho biết quy định này sẽ giúp người tiêu dùng giảm bớt những định kiến về giới, tư tưởng truyền thống có nguy cơ gây tổn hại đến tâm lý của trẻ nhỏ. Lần đầu tiên trên thế giới, lá phổi được cấy ghép cho bệnh nhân ở Canada đã được vận chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác bằng máy bay không người lái. Cuộc vận chuyển này đã giúp giảm thiểu đáng kể thời gian vận chuyển ghép tạng cho bệnh nhân và tiết kiệm được nhân lực cho các cơ sở y tế. Phổi được lấy từ một bệnh nhân tại bệnh viện Western ở thành phố Toronto đã được chuyển đến bệnh viện đa khoa Toronto sau một chuyến bay dài 6 phút. Chuyến bay được thực hiện bởi công ty Unither Bioelectronics, một công ty chuyên thực hiện hỗ trợ các ca cấy ghép bằng máy bay không người lái. Unither Bioelectronics đã phát triển một chiếc hộp đặc biệt gắn máy bay không người lái và sẽ không gây ra bất kỳ sự suy giảm nào trong phổi. Chiếc hộp có thể chịu được những thay đổi về độ cao, áp suất khí quyển, rung động và các sự kiện chấn động khác. Ngoài ra, một chiếc dù và hệ thống GPS tiên tiến cũng được tích hợp vào thiết bị trong trường hợp chiếc hộp có thể rơi trong quá trình vận chuyển. Chỉ với những thử nghiệm bước đầu này, không ai có thể phủ nhận được những hiệu quả của phương thức vận chuyển mới này. Tính hiệu quả của phương thức này sẽ càng trở nên rõ nét hơn trong khoảng 10 năm tới đây. Một khi đã vận chuyển thành công trong thành phố, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến những phạm vi rộng lớn hơn trong tương lai. Theo số liệu của Bộ Y tế Canada, năm 2020 có 2.622 người được cấy ghép nội tạng ở Canada và 276 người đã chết vào năm 2020 do thiếu các cơ quan cần thiết. Do vậy, việc triển khai vận chuyển nhanh chóng và an toàn cho các ca ghép tạng được đánh giá là có ý nghĩa rất lớn với các bệnh nhân và cả gia đình của họ. Đây là một bước ngoặt của tương lai y học, và tôi rất trân trọng khi trở thành một phần của dấu mốc đáng nhớ này. Chuyến vận chuyển thành công lần này được kỳ vọng sẽ mở ra cả một kỷ nguyên áp dụng công nghệ mới trong cấy ghép tạng không chỉ ở Canada và trên cả thế giới. Unither Bioelectronics đã phải thực hiện rất nhiều cuộc thử nghiệm trong vòng 18 tháng trước khi chính thức tham gia vận chuyển cho ca ghép phổi chính thức lần này. Các chuyến bay thực hành được thực hiện trong nhiều tháng với các gói giả mô phỏng phổi và thử nghiệm thả rơi trong các điều kiện khí hậu khác nhau. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.